mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân duyên xuất gia của quả tá. Hồi tôi trụ tại chùa Tam Duyên thuộc trạm Bình Phòng, cách Hàng Biên khoảng 30 dặm về phía nam. Có một hôm trong cơn thiền quán, tôi biết ngày hôm sau sẽ có một chú nhỏ đến xin xuất gia. Sáng ngày hôm sau, tôi dặn đệ tử của tôi là Quả Năng: hôm nay có một chú nhỏ đến xin xuất gia, khi nào chú bé tới thì báo cho tôi biết. Tới trưa hôm đó, Quả Năng đến phòng của tôi báo cáo với giọng nói có người ở vùng Sơn Đông: Trần sư phụ, cái chú nhỏ mà sư phụ nói đó, quả nhiên y đã đến. Tôi đi ra phòng khách thì thấy có một thiếu niên khoảng chừng 12 hay 13 tuổi, dung mạo toàn vẹn, thân thể tráng kiện, rõ ràng tướng của một tỳ kheo. Khi thấy tôi thì cảm tưởng của y giống như là gặp lại được một người thân đã từ lâu xa cách, y không dằn được sự xúc động, bèn khóc lên vui sướng tột độ. Tôi mới hỏi: tại sao chú muốn xuất gia? Chú nhỏ đáp: bởi con có bệnh. Hồi 5 tuổi chú nhỏ đã chữa được bệnh cho người ta, nhưng bệnh của mình thì không chữa được. À, thầy thuốc đã khám nhưng không tìm ra nguyên nhân, nên không biết thuốc nào chữa được. Cha mẹ còn rất lo âu, tìm thầy chạy thuốc khắp mọi nơi nhưng chẳng có hiệu quả chi. Có một đêm, trong 3 lần nằm mơ, con đều thấy cùng một cảnh trong mộng. Con thấy một vị tăng mập nói với con rằng, bệnh của con không có hy vọng gì chữa khỏi, trừ khi con đến chùa Tam Duyên ở Hàng Binh, kiếm cho được pháp sư An Từ, rồi theo người xuất gia tu hành, thì bệnh sẽ hết, mà chẳng cần uống thuốc men chi. Con nhớ rõ ràng như vậy, nên thưa qua với cha mẹ của con, để xin phép rồi mới tới đây, thỉnh cầu pháp sư An Từ Mã Lượng Từ Bi thâu nhận con làm đệ tử. Tôi cười và hỏi tiếp: chú quen biết pháp sư An Từ ư? Dạ con không quen biết. Chú đã không quen biết thì làm sao kiếm được thầy ấy? Ở đây không có người nào là pháp sư An Từ cả. Chú nhỏ nói một cách hết sức tin tưởng. Dạ có chứ, khi con vừa tới cửa chùa thì nhận ra ngay được vị tăng mập trong giấc mộng, và bây giờ ông ấy đang ngồi ở đây nè. Chú chỉ vào tượng của Bồ Tát Di Lặc. Ông ấy không có nói dối con đâu, chính ông ấy bảo con tới đây không sai mà. Tôi hỏi tiếp, giấc mộng của chú lấy chi làm căn cứ để người ta tin? Hay là chú không có áo mặc, không có cơm ăn, không có nhà ở, nên chú muốn xuất gia chứ gì? Chú nhỏ quả quyết. Dạ không phải vậy đâu, con theo đúng sự chỉ dẫn của vị thầy mập này mà. Chú ta chỉ vào tượng của Ngài Di Lặc. Thầy bảo con kiếm cho được pháp sư An Từ, vì chỉ có ông ấy mới chữa bệnh được cho con mà thôi. Vì lẽ ấy, trên 1 tháng nay, con đi bộ hơn 1000 dặm đường. Thuở ấy, Nhật Bổn vừa đầu hàng vô điều kiện và đường xe lửa ở miền Mãn Châu chưa lưu thông trở lại. À, cái lúc con đi qua quán trọ ở cuối làng, rồi phía trước là không có thôn xóm nào hết, con đành phải ngủ ở giữa đồng trống. Để tranh thủ thời gian, con chỉ biết đi tới, chẳng kể đến chuyện chi cả. Có một đêm, con nằm ngủ ở trong một bãi ruộng, chờ có một đàn chó sói đến vây xung quanh, nhưng con không có sợ đâu. Con nói với chúng nó rằng, chúng bay đi khỏi ngay lập tức, nếu không đây, tao chắc không cách sáo mà cho tụi bay ăn cái quả lựu đạn này nhé. Đàn chó sói nghe xong, liền ngoan ngoãn bỏ đi. Chú nhỏ kể xong chuyện thì nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, tôi lại muốn thử lòng xem y có thành tâm hay không. Tôi lấy một miếng bánh mì cho vào miệng, nhai nát rồi nhổ phẹt xuống đất. Tôi bảo chú nhỏ, hãy lượm nó lên và ăn đi, ăn xong rồi sẽ tính chuyện. Chú nhỏ không hề do dự, cũng chẳng gồm nhóm nước miếng dơ bẩn, lượm ngay miếng bánh mì đó lên, rồi nuốt ọt vô bụng. Thế thử lòng như vậy cũng đủ chứng minh chú có thành tâm và thiện chí muốn xuất gia, do đó tôi ưng thuận cho chú nhỏ thọ giới sa di. Sau ngày thọ giới sa di, chú dụng công tu hành, hăng hái học tập, không hề lười biếng, cũng không buông lung, và chưa đầy nửa năm đã chứng được ngũ nhãn lục thông, bản lãnh thì rất cao cường, có thể nói là thần thông quảng đại. Đấy chẳng phải là điều nói ngoa, tuyệt đối là sự thật. Người trong vùng ai ai cũng biết vị tiểu sa di đó có thần thông. Rất tiếc về sau này y sanh tâm cống cao ngã mạn, trong lòng tự mãn, cho rằng mình là hay hơn ai hết, cho nên các thứ thần thông cũng không cánh mà bay mất. Muốn biểu diễn thần thông cũng không được nữa. Chúng ta là người tu hành thì nên chú ý điểm này. Có thần thông cũng hay, mà không có thần thông cũng không dở. Chớ bây giờ sanh lòng kiêu ngạo, sanh tâm chấp trước, lại càng không nên tự tuyên truyền và tự quảng cáo về mình. Chủ yếu là mình phải biết an phận,
tinh tấn và thực tâm tu hành, ra công gắng sức mới là công phu chân chánh. Công phu còn hời hợt mà đã chấp vào, nào là những âm thanh nghe xuất phát từ hư không như thế này, hoặc thấy những cảnh giới huyền bí như thế kia, và cho đó là ghê gớm lắm, điều đó là tuyệt đối chớ mắc phải. Bởi như vậy là đã xa cách đạo cả 108.000 dặm. Hòa thượng Tiêu Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 7 năm 1981.